Kính thưa quý khán giả, nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho mỗi người dân, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nhiều chính sách thúc đẩy việc người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, đối với thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn. Ngay tại buổi lễ ra quân tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên bà Lê Kiều Hạnh ở khóm 2 thị trấn Sông Đốc quyết định tham gia cho bản thân. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi hết tuổi lao động vẫn có thể nhận được lương hưu, nhận được bảo hiểm y tế miễn phí. Sau này mình đỡ, sau này con mình nó lớn á, rồi mình có cái gói bảo hiểm nè, rồi chi trả cho mình, hàng tháng mình có lương để mình xài. Khi cái tuổi mình 60 trở lên á, rồi mình xài nó được thoải mái hơn để không cậy vào con. Cho nên là tôi thấy cái bảo hiểm này của nhà nước đưa ra thì rất là thuận lợi cho người dân. Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tuy có nhiều đổi mới, nhưng chưa thường xuyên liên tục và sâu rộng, nên người dân chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng và lợi ích lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội. Thêm vào đó, mức thu nhập còn thấp và không ổn định chính là nguyên nhân dẫn đến việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn còn hạn chế. Đa số phần là bà con cũng thực hiện, nhưng trong quá trình thì trong vận động thì cũng gặp những cái khó khăn. Thì từ cái này thì chúng tôi đã giao các trách nhiệm là chúng tôi sẽ vận động cho tất cả các bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện trước. Theo tôi thì tôi cũng mong muốn là các cấp lãnh đạo cùng tăng cường lực lượng cùng với các khóm ở trên địa bàn thị trấn Sông Đốc để có tận nhà cho bà con thấy được cái gói bảo hiểm này đó là thiết thực để bà con tham gia. Cũng cần phải khách quan thừa nhận rằng kiến thức, kinh nghiệm về bảo hiểm xã hội tự nguyện của các đại lý thu còn hạn chế, khiến việc tuyên truyền khai thác đối tượng tham gia còn gặp nhiều khó khăn. Ý thức của người dân thì nó cũng chưa cao. Ví dụ người ta cũng thấy rằng là cái loại bảo hiểm trước đây là người ta đã tham gia bảo hiểm nhân thọ rồi, thì người ta là đóng đến thời gian nào đó là người ta ngưng, người ta phải thanh lý. Như vậy thì người ta thấy rằng là tham gia cái loại bảo hiểm nhân thọ nó cũng không có quyền lợi gì nhiều, không có lợi nhiều. Do đó mà đến bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người dân cũng nói chung thì cũng chưa có am hiểu nhiều. Thì, thứ nhất là tiếp tục sẽ thực hiện cái công tác truyền thông bằng cái việc là mở rộng các cái hình thức tuyên truyền, giống như là tuyên truyền miệng, rồi tổ chức các cái cuộc hội nghị khách hàng, hoặc là tuyên truyền qua cái hệ thống loa truyền thanh của thị trấn Sông Đốc dân dân. Thì, cái thứ hai là bảo hiểm xã hội huyện tham mưu cho ủy ban dân huyện sẽ tổ chức cái tập huấn kỹ năng cho cái ban chỉ đạo thực hiện chính sách của thị trấn Sông Đốc và cũng như các cái tổ chỉ đạo của các khóm, thì qua đó để nâng cao cái kỹ năng tuyên truyền vận động của các cái cán bộ chủ chốt ở khóm để vận động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người dân trên địa bàn. Có thể nói, muốn phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, không còn cách nào khác ngoài việc kiên trì, bám sát và tuyên truyền. Chỉ có cách này mới giúp người dân, người lao động dần thay đổi nhận thức và hiểu rằng bảo hiểm xã hội chính là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mở ra cơ hội được hưởng lương hưu cho tất cả người lao động do nhà nước tổ chức thực hiện, được nhà nước bảo hộ, hỗ trợ, không vì lợi nhuận, đặc biệt không bao giờ bị dở quỹ, và mục đích duy nhất là vì cuộc sống ổn định của người dân. Theo quyết định số 891 ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Cà Mau có 31 xã thuộc 8 huyện được công nhận là xã an toàn khu của Trung ương đặt tại tỉnh Cà Mau trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Do ban đầu người dân sống tại các xã này có suy nghĩ là sẽ được hỗ trợ bảo hiểm y tế, nên họ không tự tham gia mua bảo hiểm y tế mà trông chờ vào chính sách hỗ trợ. Từ đó mà tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại các xã này giảm mạnh. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tuyên truyền quyết liệt của chính quyền địa phương, đến nay người dân đã hiểu và chủ động tham gia bảo hiểm y tế trở lại. Năm 2023, theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện Thới Bình, thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế phải đạt 93,5%.
Để đạt được kết quả trên, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động phối hợp với ban chỉ đạo thực hiện chính sách của các xã, thị trấn, chọn mô hình tuyên truyền phù hợp, đồng thời vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và duy trì các mô hình trước đây như mô hình nuôi heo đất để tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, phấn đấu đến cuối năm thực hiện vượt chỉ tiêu được giao. Xã được công nhận an toàn khu đó thì trên địa bàn của huyện Thới Bình thì có 5 xã. Thì trong những tháng đầu khi quyết định được triển khai đó thì bà con có cái sự ngộ nhận là khi được công nhận là xã an toàn khu thì được nhà nước hỗ trợ cái bảo hiểm y tế. Trong những tháng đầu đó, trong những tháng đầu triển khai quyết định đó, thì bảo hiểm cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ở các xã này thì bị rớt khá sâu. Tuy nhiên thì qua quá trình phối hợp rồi triển khai rồi tuyên truyền trong người dân cũng hiểu đây là cái xã an toàn khu, tuy nhiên thì không có sự hỗ trợ của nhà nước về cái bảo hiểm y tế. Trong thời gian qua thì những tháng đầu năm của năm 2023 thì bà con cũng đã tham gia lại và tỷ lệ cũng đạt và vượt chỉ tiêu. Lúc đầu thì ngay cả bản thân tôi á, thì cũng là mơ hồ về vấn đề đó. Có nghĩa là đầu tiên á, mình cứ nghĩ là được cái quyết định an toàn khu là người dân sẽ được hưởng lợi nhiều, chứ bên cạnh đó có cái bảo hiểm y tế. Thì mình cũng nghĩ là vậy. Tuy nhiên app thì cũng chưa có nắm được căn bản rõ cho nên không có tuyên truyền cái thời điểm đó. Nhưng mà bên cạnh đó bà con tận dụng cái mạng xã hội với lại tuyên truyền người ta nghe thông tin bên ngoài á, thì người ta cũng ỷ y cái vấn đề đó cho nên bỏ cái tỷ lệ bảo hiểm y tế một thời gian, cho nên nó bị sụt xuống cũng đáng kể. Vừa tuyên truyền qua Zalo, vừa phối hợp với các hội đoàn thể ấp đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để tuyên truyền, mà đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn ấp Nguyễn Quế, xã Tân Bằng đạt tỷ lệ cao. Khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã an toàn khu, thì đa số người dân trên địa bàn xã có cái lầm tưởng và nghĩ rằng khi xã đạt an toàn khu thì nhà nước sẽ hỗ trợ bảo hiểm y tế toàn dân. Do đó thì người dân tự tuyên truyền lẫn nhau, là một số người dân đến hết hạn bảo hiểm y tế nhưng mà không gia hạn hoặc là không tham gia mới để trông chờ vào chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế từ nhà nước. Thì từ đó nắm được dư luận thông tin này thì ban chỉ đạo bảo hiểm xã hội của xã mới phân công cán bộ đến tuyên truyền từng ấp, thì thông qua các tổ chức hội đoàn thể của các ấp, rồi đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên thông tin đại chúng, nhất là đài truyền thanh xã. Từ đó thì người dân cũng nắm bắt được cái thông tin mới. Thì hiện nay thì người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm lại, thì tỷ lệ cuối năm 2022 thì khoảng tháng 11 là tỷ lệ đạt có 89%. Đến thời điểm hiện nay thì người dân tham gia đạt 94,55%. Ốm đau, bệnh tật là điều không ai mong muốn. Nếu chẳng may mắc bệnh, nhất là các bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo, thì chi phí khám chữa bệnh rất tốn kém. Khi đó, người bệnh sẽ lâm vào tình cảnh rất khó khăn, thậm chí không có tiền để chữa bệnh. Với mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng, thì mức đóng bảo hiểm y tế tương ứng là 804.600 đồng trên năm. Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng, thì mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng lên 972.000 đồng trên năm. Do đó, bà con nên chủ động tham gia ngay từ bây giờ để được đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật. Sau đây là phần hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hỏi: tôi năm nay 45 tuổi, chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Nay tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này được hưởng chế độ lương hưu thì có được không? Trả lời: căn cứ Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không nằm trong nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm có hai chế độ là hưu trí và tử tuất. Cụ thể, hưởng lương hưu hàng tháng, nhận trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần, quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, nếu ông năm nay 45 tuổi, chưa tham gia bảo hiểm xã hội, tức là không nằm trong nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì ông được quyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người tham gia lựa chọn.
Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng tối thiểu bằng mức chuẩn hộ nghèo đối với khu vực nông thôn 1.500.000 đồng trên người trên tháng và tối đa bằng 20 lần lương cơ sở tương đương 29.800.000 đồng trên tháng. Theo khoản 2 điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, ông có thể liên hệ với đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã, phường nơi cư trú hoặc bưu điện gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.